cả nhà. Bây giờ chắc là mới 9 giờ sáng ở Việt Nam, không biết là có ai đang online không. Còn ở đây thì đang là 10 giờ đêm. Và đang ở Times Square ở New York. Hi, chào mọi người. Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người. Đây, Mio, Mio đang chào mọi người. Mio, con chào các cô chú đi. Hi đi. Tiếp
tối nay đâu có vắng đâu. Nãy mới chia xì lê. Chị thấy đông quá trời đông nè, tại vì chị chưa có đến cái chỗ đông đó, em thấy không? Bây giờ chị đi đến cái chỗ đông rồi đây. Đó, bây giờ là đây, chị đến cái chỗ trung tâm nó đông nè. Hello Phạm Trà Giang. Bây giờ đang là 10 giờ tối ở bên này. Ok, bạn Nguyễn Thanh Nhà nói chị quay chậm lại. Ok, chị sẽ quay chậm lại một chút nha. Ôi nô, chảy nước miếng hả? Con tưởng là chưa đi phun nước miếng con. Bà Hải đang một mình đẩy bốn em. Bà Hải đang đẩy bốn nhóc đây. Tống bốn. Xe đẩy tống bốn. Quê xô khi khi bốn chân vậy. Mình đi từ nãy đến giờ nhưng mà mình thật ra là vẫn chưa đến cái điểm chính ở Times Square này. Điểm chính ở Times Square là cái chỗ đông đông phía trước. Để Hà đi tới đó, Hà sẽ quay cho các bạn xem nha. Hello my bạn My Liar. Các bé như chị ngộ lắm, em không có bị bao giờ mà bị lệch múi giờ hết á. Không có bị stress lắm. Qua Cali thì ngủ theo giờ Cali. Qua Cali ngủ theo giờ Cali, xong rồi cái qua New York mới ngủ theo giờ của New York. Cái về Việt Nam ngủ theo giờ Việt Nam. Còn đi các nước khác cũng vậy. Đây là mấy cái cửa hàng giống như là nè. Mọi người còn chụp hình gì ở đâu sao xa quá. Chị Đặng ơi, bây giờ đang là 10 giờ đêm ở New York. Ở đây thì hay có mấy người hóa trang thành các nhân vật này nọ kia, giống như là đây có hóa trang này các anh siêu nhân đây, Captain America rồi Spider-Man, để chụp hình thì nếu mà mình chụp thì mình phải gửi tiền bo cho mấy anh đó. Đây mọi người đang diễn ảo thuật cái gì đó, đang diễn ảo thuật. Đang diễn ảo thuật nhưng mà Hà mấy người kia cao quá nên Hà không có no thanks. Mấy người kia cao quá Hà đứng không có tới nên Hà không có thể quay được cho các bạn xem diễn ảo thuật ở phía trong kia. Mình thật ra là mình chưa có tới điểm chính của Times Square và Hải ơi. Đông quá trời đông luôn. Phải đi một tí xíu nữa. Đông quá, hôm nay đông quá. Hay là ngày nào cũng đông ta? Hình như là ở Times Square thì ngày nào cũng đông. Bạn Lan Anh Nguyễn nói gì không hiểu. Minh Xuân Bùi, bạn Minh Xuân Bùi nói ở tới Times Square đông vui lắm. Quay tiếp cho mọi người xem nha. Bạn Lai Trần Dạng là coi chừng đạp. Cảm ơn em nha. Yeah.
đông luôn. Xe rất đông, người rất đông. Người đông lùm lùm xưa không? Just checking me out. Yes, sir. Đồng nát thở luôn. Bà ngoại chào các bạn đó. Hello Phúc Ngân. Đó bên đây là đến chuẩn bị đến điểm trung tâm là phải di chuyển. Ở đây mọi người vẽ tranh rất là nhiều. Có rất là nhiều người ngồi vẽ tranh, vẽ chân dung, vẽ tranh biếm họa. Hôm bữa Hà cũng đã cho các bé người Hà vẽ tranh biếm họa rồi một lần rồi, rất là dễ thương. Bên đây là shop in color của công ty đây, đủ các loại shop in ở bên đường từ sáng này nè.
mọi người, không biết mọi người đâu hết trơn rồi. À kẹt đèn xanh đèn đỏ. Bé đã quay trở lại. Nhóm siêu thị nhí đã quay trở lại. Mọi người có một buổi sáng thật là vui vẻ, vui hạnh.